Tôi đang có mặt trong khuôn viên của sân Phú Thọ, Sài Gòn nè quý vị. Đây là góc bên nhà thi đấu đa năng. Đó, nơi hôm rồi diễn ra SEA Games và các cái trận đấu thể thao cấp quốc gia mà diễn ra ở Sài Gòn thì ở sân này. Sân Phú Thọ hiện nay chia làm các cái cụm, như cụm về nhà thi đấu đa năng, cụm về hồ bơi, cụm về đấu kiếm, giỏ cái gì. Sân bên trong nhà thi đấu Phú Thọ gì. Rồi mời quý vị đi qua cái khu mà ngày xưa đua ngựa, và đây là đường Lữ Gia quý vị. Cư xá Lữ Gia bên phải quý vị đây. Đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ quý vị. Là thuộc phường 9 quận Tân Bình bên phải vậy. Rồi phía trước đây là dòng xoay Lê Đại Hành, là Lãnh Minh Thăng với Âu Cơ ấy vậy. Đó, thẳng đây là Lãnh Minh Thăng nè quý vị. Tôi vòng qua trái đây là Lê Đại Hành. Tôi quẹo vô sân Phú Thọ để quý vị xem nha.